nhóm các cái nhóm các những người mà có chúng ta có thân tìm hiểu cái pháp Clean ở Hà Nội thì có một cái buổi họp mặt ở đây để giao lưu và dị thì sẽ trao đổi tất cả những cái trước hết là những thắc mắc đối với lại trong quá trình tìm hiểu pháp hoặc là những kinh nghiệm mà chúng ta thực hành mà thành công hoặc là những khó khăn mà chúng ta gặp phải và chị Kiều sẽ và Hiệp sẽ giải đáp và có thể trao đổi với nhau. Thì xin giới thiệu và chị Kiều sẽ bắt đầu và chị Kiều chủ tọa cái buổi giao lưu. Lần trước ra đây là vào Tết ha? Vâng, sau Tết. Lúc đó thì ít người biết, cho nên là cái nhóm nhỏ hơn, nhưng mà lần này thấy mọi người tham gia là kêu nhau ấy ấy. Còn rất nhiều bạn mình biết mà không tới được, tại vì là ngày thường. Nhưng mà biết trước thì sắp xếp được là làm từ ngày thứ bảy và khi đó còn dễ. Ở trong này có ai chưa học cái gì, chưa biết cái gì về Phật pháp không? Ôi chết. Cho giơ tay lại thì ai chưa biết gì về pháp không? 1, 2, 3, 4. Tức là chắc là nó đậu chắc khoảng mười người chưa biết gì hết. Nhiều người đã học pháp đã tập lâu mặc dù nó rất là đơn giản nhưng mà vì nó quá đơn giản người ta không hiểu, tới giờ này vẫn hỏi rất nhiều thứ và các bạn mới là còn càng không hiểu. Cô Kiều cứ tưởng ai cũng hiểu, tưởng thấy nó dễ quá. Xong sau mấy năm có những đứa học trò nó đi theo học mà nó gặp suốt đấy mấy năm. Xong rồi nó đến rồi nó mới nói cô ơi, con theo cô mấy năm cô mới bắt đầu hiểu. Nay không phải là một cái lớp học cho nên những người mới sẽ hơi bỡ ngỡ tại vì mình không có dạy. Bên đây mình chỉ giải đáp những cái thắc mắc, nhưng mà từ cái thắc mắc đó có thể các bạn mới sẽ bắt đầu hiểu, nhưng mà nên về xem qua những cái video trước đây mình nó đầy đủ hơn. Và cái những cái mà mình nên làm cái thời gian này đó là không cần phải thắc mắc những cái chuyện mà trời đất gì đó là nó có mấy tầng nó như thế nào thì mệt lắm. Mình cái pháp này nó rất là dưới đất, nó nhắm vào cái chủ đời sống hàng ngày của mình, những cái mình không giải đáp được, những cái mình thấy bế tắc. Mình có đi gặp bên tâm lý trị liệu, mình có đi gặp bác sĩ tâm thần gì đó đủ thứ hết rồi, nó vẫn đau khổ. Thì những cái đó ở đây mình giải quyết được. Có những cái bế tắc là mình thấy là tại vì nó ngoài cái khả năng của mình để giải quyết. Có những người nợ nần tứ văn rồi chồng con là hút sách rồi số đề số đích gì rồi đủ thứ rồi xã hội đang dí nhân dân những cái bế tắc vô cùng
họ chỉ muốn chết thôi. Thì những người đó cần dựa vô cái pháp này để mà thoát ra khỏi cái đó. Nó không can thiệp ở bên ngoài, nó chỉ can thiệp cái gì có vẻ nghe rất là vô hình, nghe rất là trừu tượng. Nhưng mà thật sự khi mà sau này mà quý vị mà hiểu hết á, thì sẽ biết rằng đây là một cái level rất là cao, là bởi vì nó không còn giải quyết ở cái thế giới hiện tượng này. Hiện tượng là cái mình thấy nè, mình thấy tại vì nó đánh bạc thì nó phải như vậy thôi. Nó rồi bạn nó đó, tại nó không có chịu trách nhiệm, nó không có biết quyết tâm, nó đi làm này kia vân vân. Cái đó là cái hiện tượng mình thấy. Rồi cái gì làm nó là như vậy thì mình không có thấy. Mà cái gì mà làm ra như vậy đó là cái mình cần sửa, chứ không phải mình sửa ở đây. Cho nên mình đi, có người tới bảo là chồng tôi bị con nhỏ kia nó buồn bỏ bùa bỏ ngải gì đó đi mất tiêu rồi. Thế là giải đành đạt rồi kêu cô Triều làm sao cho anh về, nói cô Triều không có kêu anh về. Nhưng cô Triều, nếu đúng là như vậy thì cô Triều chỉ cho cái cách làm, ổng sẽ tỉnh táo ra liền. Hả? Nó không có dính líu gì cái chuyện ấy, mình chỉ cái gì là sau lưng cái chuyện này nó xảy ra mà làm cho ổng làm như vậy. Hả? Thì thông thường nếu họ làm theo thì đúng là chỉ một hai ngày sau là họ sẽ báo lại là thay đổi rồi cô này kia. Đó là trước đó họ chạy tốn không biết bao nhiêu tiền bạc, đi bao nhiêu thầy tốn bao nhiêu tiền. Không phải đổi ở ngoài, nó đổi ở trong. Nghe lạ nhưng mà phải nhớ như vậy là đừng có chạy ra ngoài nữa. Tất cả những người làm mà học cái này đó là cô thấy rất nhiều người nói chuyện vẫn còn nhìn vô hiện tượng. Tại sao cái đó thói quen của mình mà. Thói quen từ nhỏ tới lớn là mình phải nhìn hiện tượng thôi. Tại sao cái đứa nhỏ đó nó phá quá, nó cứng đầu, nó không nghe lời đó, hoặc là bố mẹ không biết dạy. Cái đó là hiện tượng. Cái đó là cái nhìn của con mắt mình và cái trí của mình nó hiểu như vậy, hiểu do thông tin nó đã có sẵn. Làm sao mà để tất cả mọi chuyện mình có thể nhìn xuyên qua được cái hiện tượng, thì lúc đó mới là cái sử dụng cái pháp mới giỏi. Và khi đến cái trình độ đó, tụi con sẽ làm chủ được cuộc đời mình, làm chủ được bao nhiêu chuyện khác. Bây giờ một cái cảm xúc trong người mình nó chảy ra, mình cũng không chụp kịp, nó làm chủ mình à. Bạn nghĩ rằng bạn làm chủ được, tức là bạn không phản ứng ra mặt, nhưng mà thử đo máu bạn nó vẫn tê lên rần rần, các hóa chất trong người vẫn tiết ra, và bạn về bạn vẫn ôm và nó vẫn bệnh, bạn đau nhất luôn. Rồi một ngày nào đó nó bùng nổ một cái rầm. Chứ thật ra là mình không hề đối phó, mình không hề giải quyết cái chuyện đó. Cho nên đi các pháp, mình cố trượt đã đi mấy chục năm nay, đã đi bao nhiêu nước, đã học bao nhiêu thứ. Rốt cuộc cô Triều phải chọn ra những cái đơn giản như thế này mà nó có khả năng giải quyết được cái gốc. Nếu không là chỉ là cái ngọn thôi. Mà cái ngọn thì nó sao mình biết nó là cái ngọn? Nó sẽ lặp lại. Cái điều gì lặp lại hoài là biết mình chưa giải quyết cái gốc. Tại vì nó đây là một cái cuộc cái ngôn ngữ, nó một cái cuộc đối thoại giữa cái tâm mình, nó nói chuyện với mình. Đây, vô có vấn đề này tôi trình bày đây, mình không hiểu, mình đang cách. Thì vài bữa nó lại nói đây, chứ có kiếm đề này còn đây. Ví dụ như bạn cho người đó mượn tiền, người ta mất tiền, người ta lấy tiền mình ta đi luôn, thì mình nó xấu xấu tôi xui vậy. Thì vài bữa bạn cũng sẽ cho một người khác nữa, hay bạn làm cái gì đó có mất tiền nữa, nó cứ mất hoài. Thì bạn cứ mất cái số bạn xui hoài.
Tại vì bạn không hiểu câu chuyện giữa tâm và cái nó đang cố gắng nói với mình. Đây bạn có cái vấn đề trong lòng bạn đau khổ vì cái chuyện tiền này nè. Tôi đưa cái đau khổ đó ra cho bạn bằng cách tôi làm bạn mất tiền. Chứ hiện tượng không phải là mất tiền, hiện tượng là nó đang nói cái gì với mình. Bình tĩnh lại, tôi đang nói cái gì giải quyết. Khi tâm thức nói chuyện với mình, thường thường nó bằng hình, bằng hoàn cảnh, bằng cảm xúc. Nó không có lời, nó không biết nói chữ giống mình. Cho nên mình sẽ thấy hoàn cảnh là nhiều nhất. Hiểu kiểu không? Hiểu kiểu không? Khi mà mình thấy hoàn cảnh thì mình nó dừng lại. Trước khi mình trách nó, mình kiếm cách mình giải quyết, rồi mình đi bươi một đống sách ra, xong một đống sách nó bảo là mình phải ngồi nhìn vô vách rồi nói thế này tôi, thế kia. Áp đảo cái tiềm thức của mình, đổi tiềm thức của mình để giải quyết cái vấn đề. Nó không dễ vậy. Tại vì mình vẫn còn câu thông vào cái chỗ đống rác mình làm việc. Mình phải câu thông một cái chỗ nào không có rác thì mình mới giải quyết cái rác được. Mà khi ở đây chúng ta không có khả năng câu thông. Một vài người câu thông được chỗ nào đó là phải tu. Còn đây mình có giờ tu, cho nên mình phải ăn gian một tí. Mình câu thông bằng 40 câu mình chỗ đó. Thì cái lúc đó mình dừng lại, mình câu một cái rồi là nó đã cắt đứt cái mạch mà vô câu thông luôn luôn với cái tiềm thức của vô, nó vui đóng rác nó ra. Còn bây giờ mình câu thông như thì tự nhiên là vũ trụ này dọn dẹp một cách dễ dàng, tại vì không có mình bị chặn là bởi cái trí của mình mà. Cho nên cái pháp, hiểu về cái pháp mà thật ra khi mình gặp nhau nói chuyện, cái tôi đều mong muốn là mọi người cuối cùng hiểu cái pháp ở cái level đó. Chứ đừng nghĩ là mình xài cái pháp này hay lắm, nó giải quyết chuyện này của tôi nè, tôi hên lắm, tôi xin cái gì có cái đó tôi muốn vậy đó. Tất cả những cái muốn nhỏ đó nó không thành vấn đề. Cho vui thôi, nó là gọi là giống như em bé cho kẹo đó, vui. Nó làm chuyện lớn, nó làm chuyện lớn hơn nhiều lắm. Thành ra tập nghĩ lớn lên. Ở trong này ai đã thành công với cái pháp theo cái ý niệm thành công của mình, ai đã dùng và đã thấy thành công? Chết cha quy rồi, quy rồi. Hèn gì nó lợi quá trời, là tại vì nó không hiểu, nó làm không được, nó trả tiền lại. Để hỏi thử coi mấy người nào mà làm quản được không thành công, nói câu chuyện nghe coi sao không thành công. Tức là ai mà giờ thực hành cái pháp Pomodoro mà chả thấy cái gì hết, không có một cái giơ tay lên đây. Alo. Hỏi lại là từ hồi giờ á, ở trong cái nhóm của mình này có ai ứng dụng cái phương pháp một trong những phương pháp clean, thì phương pháp Pomodoro là chắc là phổ thông nhất. Rồi những cái phương pháp khác thì có ai hồi giờ là làm đủ kiểu hết đủ pháp mà nó gần như là không có tác dụng, nó không có kết quả gì không? Có ai không? Chắc ngại không nhấn cho tay nè. Ủa mà sao hồi nãy mình hỏi ngược lại là có thành công không? Cũng không thấy giơ tay luôn. Tức là đây là không có tương tác, nói chung là ít tương tác đúng không? Hỏi người thành công đi.
không thành công thì mình trên trên cái trang Pháp Liên là thấy nhiều người cũng chia sẻ trên đó cũng vui vui. Nhưng mà cái không thành công á, mình nên giải quyết cái nào? Ngày hôm nay bước ra đây phải thành công hết chứ, chơi vậy ra chơi với ai? À, phải thành công chứ không có chuyện không thành công, tại vì vũ trụ phải hợp tác. Thì mình phải tìm ra cái trục trặc ở chỗ nào để mình giải quyết ngày hôm nay, là bắt buộc phải vũ trụ phải hợp tác với mình thôi. Tại vì vũ trụ còn muốn hướng dẫn làm những cái chuyện lớn nữa. Bây giờ thì mới tương tác cái chuyện nhỏ của trong cái đời sống hàng ngày của mình thôi, nó lặt vặt. Chứ còn kẹt xe qua đường thì nói gì, phải làm những chuyện lớn lắm chứ. Công an bắt chạy xe ẩu. Làm sao mà một người ta đứng trước mặt mình mà người ta nói rằng tôi chỉ muốn chết thôi, tại vì thế này tôi không còn cái ý niệm để sống nữa, tôi còn sức sống nữa mà tôi cũng quá sợ hãi nghĩ chuyện này, tôi không còn, bất cứ cái co cụm lại đó là đem đi bác sĩ thì thua. Làm sao mà trong 10 giây tụi con phải giải quyết được, người đó sẽ thoát ra khỏi cái đó luôn chứ không phải tạm thời. Và người đó phải có khả năng đi về tự lo cái chuyện của họ từ đây trở đi, không cần phải cần cái câu chiều nữa. Còn tụi con làm được hết á. Chà, cái vụ này em mệt á, nó buồn ngủ hết rồi. Sao có người hỏi gì cái con? Được đi em. Chắc chờ chuyện cái bích này ở giữa đó. Có người nào chuyển bích vô trong hành động? Con chào cô ạ. Hôm nay thì con cũng có một số những thắc mắc về niềm tin. Tại vì là thực ra thì con thấy là khi mà con tương tác, như mọi người nói là tương tác với vũ trụ, thì con thấy cũng có những cái nhỏ nhỏ, xíu xíu nó đến. Nhưng mà ví dụ những cái con thực sự cũng mong muốn, ví dụ như là bây giờ con rất là muốn được có thêm tiền để đi học. Và con tức là khao khát cái khóa học đấy rồi. Bởi vì em con biết là nếu như mà con có thể học được, con có thể con sẽ biết thêm rất là nhiều thứ để con có thể giúp đỡ mọi người. Câu chuyện là hình như con đã cảm nhận đấy là trong lòng con có điều gì đấy nó bị khúc mắc. Con cảm nhận đến những cái lúc mà con cần phải có cái niềm tin nhất ấy, thì con lại chưa thể làm cái nào đấy để có thể khiến cho mình có niềm tin. Và những lúc đấy thì con cảm thấy khá là bế tắc. Và kiểu như là hạn ngày đến đóng học thì gần đến rồi, nhưng mà mình vẫn không thấy mọi thứ đâu có tiến triển gì cả. Và đây thì con cũng chưa biết làm thế nào để có thể giải quyết được vấn đề này. Vì vâng, cảm ơn ạ. Thứ nhất, niềm tin. Chúng ta không cần tin. Đây là cái pháp chúng ta không cần tin. Chúng ta ra lệnh. Không nói đùa. Mình chỉ tới đây là vấn đề. Tôi vào vô giải quyết, tôi không biết. Tôi không cần tin, tôi phải thấy cái chuyện đó nó xảy ra. Nhưng tại sao nó chưa xảy ra? Vũ trụ xảy ra một cách rất là hay hơn con nghĩ nhiều. Cho nên vũ trụ mới nói rằng mày lấy tiền đó, mày đi học cái khóa đó không có hay, vẫn lấy khóa này có mấy chục đồng nè, mấy chục ngàn nè. Vô không có ngờ là vô tới đây ngày hôm nay để vô lấy ra một cái khả năng mà vô không thể có ở bất cứ khóa nào. Và từ đó nó mới giải quyết cái vụ tiền của vô. Tại vì mình chưa hiểu. Câu chuyện không nói đùa. Học trò của cô Triều có những đứa
nó đi làm ăn lớn, nó bế tắc, có những cái chuyện hàng ngàn tỷ trong một cái bàn họp, coi như cái hợp đồng thua rồi, ngồi đủ thứ nước ngồi đó, nó chỉ là cái pháp EMDR thôi, một tí sau là mọi người ký hết, không có chuyện không làm được. Nhưng cái khi nào không làm được, khi nào là cái chuyện đó không tốt cho mình, vũ trụ biết là không tốt cho cái khác, nó xảy ra một cái khác hay hơn nhiều. Lúc đó mình vỡ rã ra, mình hết hồn luôn á. Có những cái mình ký vào đó mình đi tù á, một tuần sau nó bắt hết cả đám rồi, nó chết trời may quá không có tôi trong đó. Tức là học trò nó về nó cho mình thấy những cái đó. Cô chưa thấy cái gì vũ trụ làm sai đâu. Thật ra cái muốn của mình vẫn có quyền muốn. Mình nói đây là cái muốn của tôi. Còn vô giải quyết làm sao đó, mình nói là cái giải pháp hay nhất cho tôi, chứ không phải theo ý tôi. Theo ý tôi nhiều khi dở lắm. Mình nghĩ mình có cái số tiền đó mình sẽ giải quyết được mọi chuyện trên đời này. Thiếu gì người có tỷ 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 rồi không giải quyết được cuộc đời họ. Họ vẫn rất là đau khổ. Nhiều khi trời đất không giải quyết với kiểu mình mà lại cho một người nào đó tới rủ mình làm cái gì đó, rồi hoặc là giải thích cái gì đó, thì mình hiểu ra công chuyện mình lại đi cái hướng khác, mình làm cái chuyện khác mà hay hơn nhiều. Thật là nhớ vậy nha, nhớ là không cần tin, cứ làm và giao. Cái tâm càng chịu buông cho vũ trụ làm là càng có kết quả cao. Đừng cứ lãi nhãi vậy, vũ trụ cần lãi nhãi, vũ trụ hiểu vũ muốn cái gì. Vũ cứ nói đây có vấn đề vô ra đi. Cho nên có những người tới có gì, họ nói gì tôi có vấn đề nhưng mà tôi không muốn kể ra, không muốn ai biết. Nói ok, không cần. Thì mình nói vũ trụ cái bà này có vấn đề, bà muốn ai biết vô làm đi. Nói vũ trụ biết liền. Mà mình đâu cần thể ấy. Mà nhiều người gọi lại bảo tôi có quen với cái bà đó, bạn tôi bà có đứa con vậy, rồi cái con bồ của thằng đó nó vậy vậy mà nói lát dài nhằng ra cái hỏi tên gì biết tên. Ok, mà nói vũ trụ cái người mà họ nói đó vô làm đi. Nó dễ vậy không? Ví dụ như mai mốt của trường sẽ dạy chứ mình con làm mấy cái này xong rồi chán rồi đó, cái gì là cũng được hết rồi chán rồi đó, thì bắt đầu mình làm qua vô hình. Lúc đó mới vui. Hả? Thì nói cái gì cũng nghe hết á, nó vui lắm. Cho nên cái quyền năng đó còn đang cầm trong tay, cái là mỗi đứa đều có chìa khóa hết rồi, chỉ là không biết xài, chưa biết cách xài thôi. Tại vì hiện giờ cái thời đại này mình bấm số, còn bây giờ nó vẫn còn cũ lắm, nó còn đi kiếm cái ống khóa nó mở cho giống như vậy mới được. Thì bây giờ cô thì sẽ chỉ lại nha. Cái bước thì tụi con biết hết rồi. Cái gì mà nó phiền não là cứ nói thôi, đặt thôi, lãi nhãi. Thì mình làm biến lại nhảy 4 câu thì mình lại nhảy 2 câu. Miễn là có nhớ lại nhảy là được rồi. Nhưng mà cái cách làm như vậy là thứ nhất là mình phải có một cái hiểu biết về pháp. Thật sự có những người ở nhà quê không biết gì hết thì mình khỏi cần giải thích gì hết thì lại đỡ. Tí giờ không có thắc mắc cho nên là dễ lắm. Họ cứ vậy đặt bàn, họ không cần biết rồi cũng chung chuyện nó xong hết. Còn ở đây là những người dùng trí nhiều quá thì sẽ thắc mắc, sẽ nghi ngờ. Ví dụ như cô đó, cô nói rằng cô muốn có tiền cho đi học khóa đó.
Nhưng mà ngay lập tức ở trong á là có cái chỗ nào đó nó đã nói nhỏ nhỏ là đâu dễ đâu. Thấy không? Đâu dễ có đâu. Thì cái mà nó nói ngược lại á, ở trong này nè, là cái nó mạnh hơn cái thằng suy nghĩ kia. Cho nên mình không thể thắng nó. Cho nên cái cách duy nhất là mình dùng nó thôi. Thế mình còn cần câu thông với cái thông tin cũ là nó sẽ vận hành và quyết định cuộc đời mình. Cho nên trước mình cứ ngừng lại, tạm thời mình ngắt nó bằng cách mình đọc những câu đó. Đây tôi giao qua. Đừng thèm nghĩ tới nữa, mà nếu nó còn dấy lên nó sẽ lo sợ nữa. Tiền đầu tiền nhà sắp tới rồi mà lấy ở đâu mà trả, thì ta xiết nhà mất vân vân, thì tối nó cũng lo nó lại lo nữa rồi. Lấy cái lo đó thảy lên về cảm xúc á, thì cô đều thấy cái pháp mà nó hữu hiệu nhất, nhanh nhất là cái pháp EMDR. Cho nên khi mình cái cảm xúc của mình mà mình thấy rằng sợ, lo, nó bồn chồn, nó khó chịu, nó bực tức tới gì đó, tất cả những cái cảm xúc đó mà nó đang làm cho mình khó chịu đó, thì mình dùng cái EMDR mình thảy nó lên, là coi như với cái hiệu ứng của hai con mắt mình. Mọi người biết EMDR hết phải không? Có ai biết không? Trừ mấy người mới, các anh em biết không? Ok. Thì có chịu dùng EMDR, không có khác gì tụi con hết á. Tức là cứ dùng EMDR là có 10 giây thôi. Tức nó phải yên. Cỡ nào nó cũng phải yên. Nếu nó trở lại trong vòng không bao lâu sau đó nó trở lại, thì con sẽ để ý là cái cảm xúc đó nó nhẹ hơn rất nhiều rồi. Thì con làm thêm lần nữa, không bao lâu là nó sẽ hết hẳn cái cảm xúc đó. Mà hãy nó hết cảm xúc đó thì chuyện nó bắt đầu biến đổi. Nhớ cái chuyện đó. Mình đo lường được là nó biến đổi hay không là cái cảm xúc bên trong mình. Mình đang lo sợ là đuổi việc, bị đuổi việc, tại vì trong sở nó đang tích cắt xuống, cắt giảm tùm lum. Thì cứ mỗi lần mình nghĩ tới cái đó là mình có một cái cảm xúc như thế nào đó. Thì mình lại thảy lên EMDR 10 giây, chạy nó. Mình chia sẻ câu hỏi này. Ok. Thì sau đó bắt buộc mình phải coi lại là nó phải hết. Nếu mà nó có nữa, mình nghĩ thử cái đó nữa, mà nó có nữa, mình làm nữa. Mất có 10 giây mà. Nhưng mà cứ vài lần. Thường thường nếu cô hiểu thấy là thường thường trong một lần nó đã hết. Nhưng mà nếu mà nói là nó có lặp lại đó, thì hai lần, ba lần là nó phải hết. Mình nói, ủa cái đó chỉ làm cho trong người mình hết thôi, chứ đâu có cái gì lạ đâu. Thấy không? Thế là cái pháp này chỉ làm cho mình bình yên thôi. No. Cái pháp này làm cho tất cả mọi người chung quanh tôi bình yên. Nếu mà Du có vấn đề, tôi tin Du là Du bình yên. Nó ảnh hưởng hết. Người ta lo lắng, con mình nó đi học, nó sắp tới giờ thi, sắp tới ngày thi là nó cứ rối ruột nó lên, nó cứ đau bụng, nhức đầu, chóng mặt gì đó, thì mình cứ chụp cái đó mình thảy lên thôi, cái lo sợ của nó thôi. Nên nó sẽ rất là bình tĩnh, nó đi thi không có vấn đề gì hết. Ngay cái chuyện nó không học là phải, nên là gần tới là nó không chịu học. Tại sao? Cái thằng này là biến quá. No. Cái chương trình nào ở đằng sau lưng này đang làm cho nó không thể ngồi học.
dọn cái chương trình đó đi, tự nhiên nó đi học được, tự nhiên nó làm được, tự nhiên nó rất nhiều chuyện mình cứ đổ thừa cái người kia, cái đó là đổ thừa ở cái xã hội này, cái gì cũng đổ thừa vào con người hết, con người chẳng có lỗi đâu. Nên nó dừng lại cái chuyện đó, rồi mình thấy nó lo mình lo theo, mà mình càng lo theo mình cái năng lượng của mình càng đẩy cho nó lo nữa. Người ta áp nhau, người ta trói nhau trong cái lo sợ của người ta. Người ta không biết trong bên bên vô hình nhìn thấy gì cái tầng điện này đi, nhìn thấy gì cái năng lượng này đi. Nó quánh nhau rầm rầm mà. Mình dừng lại, mình bình yên đi. Mọi người bình yên theo. Cả cái gia đình nó xào xáo hết. Người ta chạy lại, bảo về làm như thế này. Họ về họ làm, họ bình yên xong, tự nhiên cả nhà đổi hết. Đó, làm thử rồi mới tin. Làm thử có kết quả rồi mới tin. Rồi Hiệp muốn chia sẻ chút về cái câu hỏi đó.